Xin chào các bạn, ngày hôm nay Justin Vaney tiếp tục quay trở lại với cái talk show là hỏi ngắn và đáp nhanh. Thì cái chủ đề ngày hôm nay sẽ là vấn đề về các quy định của một người thường trú dân như thế nào để mà duy trì cái quyền thường trú dân của mình. Câu hỏi đầu tiên mà các bạn đặt cho Justin Vaney là em là người đã có thẻ PR ở Canada. Em nghe có người nói là phải sống ở Canada ít nhất 6 tháng mỗi năm để duy trì quyền thường trú dân. Điều này có đúng không? Thì xin chị Annie có thể trả lời cho các bạn này. Dạ. Luật của Canada không có bắt buộc các bạn phải ở 6 tháng mỗi năm để duy trì PR. Tuy nhiên là một cái thẻ PR của các bạn nó sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm. Thì trong vòng 5 năm đó các bạn phải đảm bảo ở đủ 730 ngày, có nghĩa là 2 năm. Nói tóm gọn lại là trong vòng 5 năm các bạn phải ở đủ 2 năm thì PR của các bạn mới xin renew được. Một cái điểm lưu ý trong cái vấn đề này á, là các bạn nếu mà có đi giống như Justin Annie hay đi ra khỏi nước nhiều á, thì mình nên có một cuốn cái quyển nhật ký mình lưu lại cái ngày nào mình đi ra, cái ngày nào mình đi vô Canada. Tại vì hải quan Canada nó hơi khác với hải quan Việt Nam mình, là nó không có đóng dấu đi ra đi vô nhiều lần. Cho nên là nhiều khi trong cái vòng 5 năm đó mình đi nhiều nước quá thì có thể là mình không có biết được là mình đã đi đâu, mình ra khỏi Canada bao nhiêu ngày. Thì cái tip nhỏ cho các bạn là nếu các bạn nào mà có đi du lịch nhiều hoặc là đi có công việc hay đâu ra khỏi Canada nhiều á, thì nên giữ là một cái quyển nhật ký lưu lại ngày nào mình đi ra và ngày nào mình nhập cảnh, để cho tới khi nào mình xin gia hạn cái thẻ PR của mình biết được là mình đã đi ra khỏi Canada bao nhiêu ngày trong vòng 5 năm vừa rồi. Với nó có một cái nhỏ này nữa, tức là khi mà cho dù là khi mà vào hải quan Canada nó không có đóng cái dấu mộc đi nữa, nhưng mà trong cái hệ thống nó vẫn lưu lại. Tại vì khi mà đi qua các bạn phải scan cái hộ chiếu của mình á, thì cái hệ thống ở hải quan ở ngoài biên giới người ta có lưu lại mỗi lần các bạn đi vô. Thành ra khi các bạn khai cái hồ sơ, bất kể hồ sơ PR, hồ sơ xin cái gì đó, mà phải điền những cái lịch sử hành trình đó, các bạn phải thật sự là cẩn thận. Nếu mà các bạn khai sai, các bạn cũng có khả năng là bị mắc vào cái tội misrepresentation, có nghĩa là mình khai gian, cho dù cái đó là không phải ý của mình. Nếu mà các bạn không có sure về cái lịch sử hành trình của mình, các bạn có thể liên hệ với Justin hoặc Annie để mà tụi mình có thể giúp đỡ các bạn trong cái việc tìm lại những cái hành trình đó từ trong cái hệ thống của chính phủ.